Lời Đức Chúa Trời hàng ngày. Ta đã tìm kiếm nhiều người trên đất làm môn đệ của ta. Trong số các môn đệ này, có những người phục vụ như các thầy tế lễ, có những người lãnh đạo, có những người là các con trai của Đức Chúa Trời, có những người là dân sự của Đức Chúa Trời, và có những người phục vụ. Ta phân loại họ dựa trên sự trung thành mà họ thể hiện với ta. Khi hết thảy đã được phân theo loại, có nghĩa là khi bản tính của mỗi loại người đã được làm rõ, ta sẽ đánh số mỗi người họ trong phân nhóm đúng của họ và đặt mỗi loại vào vị trí thích hợp để đạt được mục tiêu cứu rỗi nhân loại của ta. Trong các nhóm, ta gọi những người ta muốn cứu về nhà của ta và rồi khiến cho tất cả họ chấp nhận công tác thời kỳ sau rốt của ta. Đồng thời, ta phân họ theo loại, rồi thưởng hay phạt mỗi người trên cơ sở những hành vi của họ. Đó là các bước tạo nên công tác của ta. Nay ta sống trên trần thế và ta sống giữa con người. Mọi người cảm nghiệm công tác của ta, theo dõi những lời phán của ta, và cùng với đó, ta ban mọi lẽ thật cho mỗi môn đệ của ta, để họ có thể nhận lãnh sự sống từ ta và nhờ đó có được một con đường mà họ có thể bước đi. Bởi ta là Đức Chúa Trời, đấng ban sự sống. Trong nhiều năm công tác của ta, mọi người đã đạt được nhiều và đã từ bỏ nhiều. Nhưng ta vẫn nói rằng họ không thật sự tin ở ta. Vì mọi người chỉ đơn thuần thừa nhận ta là Đức Chúa Trời ngoài miệng, nhưng họ bất đồng với những lẽ thật mà ta phán bảo. Và hơn nữa, họ còn không thực hành những lẽ thật ta yêu cầu ở họ. Có nghĩa là mọi người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời mà không phải của lẽ thật. Mọi người chỉ thừa nhận sự tồn tại của Đức Chúa Trời mà không phải của sự sống. Mọi người chỉ thừa nhận danh của Đức Chúa Trời mà không phải thực chất của Ngài. Ta khinh bỉ họ vì sự sốt sắng của họ, vì họ chỉ dùng những lời lẽ êm tai để lừa dối ta. Chẳng ai trong số họ thực sự thờ phượng ta. Lời nói của các ngươi chứa đựng sự mê dụ của loài rắn. Hơn thế, chúng kiêu ngạo tột độ, như một lời tuyên bố thật sự của thiên sứ trưởng. Còn nữa, những việc làm của các ngươi thối nát đến mức ô nhục. Các ham muốn vô độ và những ý định tham lam của các ngươi nghe rất chối tai. Hết thảy các ngươi đã trở thành những loài sâu mọt trong nhà ta, những vật đáng bị đào thải trong ghê tởm. Bởi chẳng ai trong các ngươi yêu lẽ thật. Thay vào đó, các ngươi muốn được ban phước, muốn được lên thiên đàng và muốn chứng kiến khải tượng tuyệt diệu của Đấng Christ đang thực hiện quyền năng của Ngài trên đất. Nhưng các ngươi có bao giờ nghĩ xem làm sao những kẻ như các ngươi, những kẻ tận cùng bại hoại, những kẻ chẳng biết Đức Chúa Trời là gì, có thể xứng đáng đi theo Đức Chúa Trời được? Làm sao các ngươi có thể lên được thiên đàng? Làm sao các ngươi có thể xứng đáng được nhìn thấy những cảnh tượng tráng lệ, những cảnh tượng huy hoàng chưa từng có? Miệng lưỡi các ngươi đầy những lời giả dối và bẩn thỉu, những lời phản bội và ngạo mạn. Chẳng bao giờ các ngươi nói những lời chân thành với ta, không một lời thánh thiện, không một lời quy phục ta sau khi đã cảm nghiệm lời ta. Cuối cùng thì đức tin của các ngươi là như thế nào? Trong lòng các ngươi không có gì ngoài ham muốn và tiền bạc, và không có gì ngoài những thứ vật chất trong đầu óc các ngươi. Hằng ngày, các ngươi tính toán làm sao để lấy được thứ gì đó từ ta. Hằng ngày, các ngươi đếm xem bao nhiêu của cải và bao nhiêu vật chất mình đã có được từ ta. Hằng ngày, các ngươi trông đợi hằng thêm nhiều phước lành đến để các ngươi có thể hưởng thụ những thứ có thể tận hưởng được với số lượng nhiều hơn và tiêu chuẩn cao hơn.
Không phải ta hiện diện trong tâm tư các ngươi từng giây từng phút, cũng chẳng phải lẽ thật từ ta, mà là chồng hoặc vợ của các ngươi, con cái của các ngươi và những thứ các ngươi ăn mặc. Các ngươi nghĩ cách để có thể được hưởng thụ mãi nhiều hơn nữa và mãi cao hơn nữa. Nhưng ngay cả khi các ngươi đã no nê vỡ bụng rồi, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác chết sao? Ngay cả khi bề ngoài các ngươi diện cho mình những bộ cánh đẹp đẽ như vậy, thì chẳng phải các ngươi vẫn là một cái xác biết đi, không có sự sống đó sao? Các ngươi nhọc công vì cái bao tử đến tận khi tóc điểm bạc, thế mà chẳng ai trong các ngươi hy sinh dù một cọng tóc cho công tác của ta. Các ngươi luôn bận rộn, nhọc thân vắt óc vì xác thịt của bản thân và vì con cái các ngươi, mà chẳng một ai trong các ngươi tỏ ra lo lắng hay bận tâm đến ý muốn của ta. Thứ gì mà các ngươi vẫn còn mong có được từ ta? Ta không bao giờ vội vã khi làm việc. Bất kể mọi người theo ta như thế nào, ta vẫn thực hiện công tác của ta theo từng bước, theo kế hoạch của ta. Bởi thế, mặc cho tất cả những sự phản nghịch của các ngươi, ta vẫn làm việc không ngừng nghỉ và ta vẫn tiếp tục phán những lời ta phải phán. Ta gọi về nhà ta những người ta đã định trước để họ có thể nghe thấy lời của ta. Tất cả những ai vâng phục lời ta, những ai khao khát lời ta, ta đều mang đến trước ngai của ta. Tất cả những kẻ quay lưng với lời ta, những kẻ không vâng lời ta và công khai thách thức ta, ta đều ném qua một bên để chờ sự trừng phạt cuối cùng. Mọi người hết thảy đều sống trong sự bại hoại và dưới tay kẻ ác. Và vì thế, chẳng có mấy ai theo ta mà thiết tha lẽ thật. Có nghĩa là hầu hết không thực sự thờ phượng ta. Họ chẳng thờ phượng ta cùng với lẽ thật, mà cố lấy lòng tin của ta thông qua sự bại hoại và phản nghịch bằng những trò giả dối. Chính vì lẽ đó mà ta nói, nhiều kẻ được gọi nhưng ít người được chọn. Những kẻ được gọi đã cực kỳ hư hoại và tất cả đều sống cùng thời. Nhưng những người được chọn là một phần trong đó. Họ là những ai tin và thừa nhận lẽ thật và những ai thực hành lẽ thật. Những người này chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ. Và từ họ, ta sẽ nhận được nhiều vinh hiển hơn. Soi mình vào những lời này, các ngươi có biết liệu mình có nằm trong số những người được chọn hay không? Kết cục của các ngươi sẽ ra sao?